Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo là liên quan đến vấn đề School District. Có một số khán giả gọi điện thoại ở trên Lốt hỏi giáo sư vấn đề trường học ở Lốt thì bao giờ đi học lại. Thì chúng tôi được thông báo của ông gọi là Austin Brunner, là Superintendent of LA Unified. Tức là ông về giám đốc học chánh của Sở Giáo dục Lốt cho biết là tất cả kể từ ngày mùng 7 tháng Giêng thì coi như là khai giảng trở lại, nhưng mà tất cả là học trên online, bởi vì cái tình thế này ông Gary Newsom ông ấy vẫn ra lệnh đóng cửa tất cả các cái cơ sở giáo dục và thương mại. Bởi vậy cho nên có một số người ta đang đòi recall Gary Newsom, và cho đến bây giờ nghe nói rằng cái hồ sơ mà để chất phế Gary Newsom đã được đến 900.000 chữ ký. Quý vị nên tiếp tục, một khi được đạt con số 1.500.000 chữ ký thì Gary Newsom sẽ bị bãi nhiệm, không còn là thống đốc nữa. Cho nên là chúng ta muốn có công việc tốt đẹp mà khỏi bị kỳ thị thì chúng ta nên tiếp tục phát triển cái câu chuyện gọi là recall Gary Newsom. Cái lý do mà mọi người đã chất phế Gary Newsom nhiều lắm. Thứ nhất là kỳ thị. Bởi vì chính ông ta tuyên bố một câu như đến bây giờ ông ta vẫn chưa xin lỗi. Ông ta nói thẳng rằng là cái dịch Vũ Hán này là nó bắt đầu từ các cái salon, cái phòng nail của người Việt Nam. Ông ta không dùng cái chữ Việt Nam mà ông ta dùng cái chữ các phòng nail. Mà đa số ở đây quý vị biết 90% của chúng ta là người Việt Nam làm nail, làm tóc. Mà Gary Newsom tuyên bố dịch Vũ Hán này không phải bên tàu, mà dịch Vũ Hán này là các cái phòng nail. Cho nên cái câu tuyên bố này vừa tỏ ra Gary Newsom là một người dốt, không biết tin tức, không biết thời sự. Còn nếu mà y là một người đã biết hết mà cố ý nói thì đó là một tên nô tài của tàu cộng. Là vì tên này tham nhũng. Bằng chứng là đã bỏ ra 1 tỷ đô la để mà mua những cái khẩu trang mà đến giờ này vẫn chưa thấy. Rồi y có một cái nhà hàng. Và cái nhà hàng của y được cấp 2.400.000 đô la. Một cách vô tội vạ. Trong khi các nhà hàng khác của chúng ta được 50.000 là đã quý rồi. Đây là hai lý do. Lý do thứ ba, Gary Newsom là một người kỳ thị tôn giáo. Tất cả đám đông người ta đi biểu tình, Gary Newsom không nói, nhưng mà cấm nhà thờ, cấm đền thờ, cấm chùa mà họp đông đảo mà phải giữ cách ly. Đến lúc mà các vị giám mục của San Francisco phải lên tiếng phản đối. Vì vậy cho nên dân chúng của Cali đủ mọi sắc tộc, Việt Nam có, Mễ có, Phi có, da trắng có, muốn là truất phế Gary Newsom. Và cái hạn cuối cùng là ngày 17 tháng 3 tới đây. Cho nên quý vị bảo nhau, nhắc nhở nhau ghi danh truất phế Gary Newsom. Và tên này lại là cháu của Nancy Pelosi, là đương kim chủ tịch quốc hội. Nancy Pelosi cũng đang bị tòa án kết tội về cái vấn đề khai man hộ tịch. Y thì không có ở Cali, mà thật ra thì là bên Virginia. Cho nên nói tóm lại, vấn đề chất phế Gary Newsom là một điều rất quan trọng, và đồng bào nên xuất sáng bảo nhau để mà ghi danh. Và quý vị muốn có cái website thì cứ vào Google. Và quý vị nào không biết gọi điện thoại cho Dương Hải, chúng tôi sẽ cung cấp. Rồi tiếp theo nữa là trong tuần vừa rồi Gary Newsom ra cái lệnh không được hụ họp đông đảo mà vẫn có những cái cuộc party ngầm.
Bằng chứng là tuần vừa rồi người ta đã bắt được đến 67 người ở Bạc Ti, ở dưới thành phố Compton, thành phố Houghton và thành phố East LA. Có tất cả 3 bữa tiệc người ta khám phá ra. Ăn nhảy đầm rồi hút sách. Trong 67 người bị bắt đó thì có đến 7 đứa trẻ dưới 18 tuổi. Trai gái đủ món. Và trên Palmdale, trong tuần vừa rồi cũng có một bữa tiệc. Quý vị biết thành phố Palmdale. Và bữa tiệc này bắt đến 150 người. Nó ở khu đường Alameda Street. Và thành phố Palmdale này cũng nhảy đến 2 giờ sáng. Trong khi Gary Newsom ra lệnh trước quân luật, từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng không được ra đường. Họ vẫn đi, họ vẫn hoạt động. Họ nói rằng là Gary Newsom đưa ra những cái chuyện vô duyên. Chính ông ta cũng đi party mà cũng không cần đeo khẩu trang. Và đi đến 20-30 người tự dự tiệc sinh nhật. Thế thì chúng tôi cũng là người, chúng tôi phải có enjoy cuối tuần. Thanh thiếu niên đi rất nhiều. Đó. Và coi lại, cái bộ vận tải công cộng của chính phủ cho biết mùa lễ vừa rồi đồng bào đi du lịch rất đông, đến 58 triệu người. Đi xe hơi 30-40 triệu người đi tổ bay, con số lên đến gần 100 triệu người. Chứng tỏ rằng nền kinh tế của Mỹ vẫn còn tốt đẹp, không có suy sụp như là nền kinh tế của tàu. Rồi Newsom còn bị kiện là cái công ty mà rượu của anh ta ở Napa vẫn mở cửa, vì đồng bào đến giờ này vẫn tới mua rượu được và vẫn liên lạc làm ăn. Cho nên đó là một sự bất công. Cho nên Gary Newsom có rất nhiều điều cần phải truất phế. Còn về câu chuyện của cái bà mà tiệm nail, tiệm tóc của Corona Leather Studio ở Corona, tên là bà Kira Boravian, thì bà ta đã kiện và bà ta đã được trả lại bằng, vì vấn đề bà ta đã bị treo bằng trong cái lúc mà cơ quan an ninh và của cái sở gọi là sở kiểm tra về nail tóc, hớt tóc, vì lý do không có cái bằng chứng nào đưa ra là trong tiệm của bà ta đã làm lây nhiễm như là kết tội của nhân viên thanh tra ngành nail tóc. Và đây cũng là một trong những cái điều mà chúng tôi cũng cần những người dân cử Việt Nam phải giúp đỡ các cái tiệm nail rất nhiều bị kỳ thị, bị phạt oan, bị rất nhiều tiền mà chưa thấy một ứng cử viên người Việt Nam nào, dân cử Việt Nam nào lên tiếng để phản đối và giúp đỡ. Cho nên cái bà chủ này bà nói rằng tôi kiện không phải là vì cá nhân tôi, mà tôi kiện là vì quyền lợi và lợi ích của các nhân viên làm cho tôi, cũng như là của các đồng nghiệp của tôi. Cho nên ước gì các cái dân cử Việt Nam nên giúp cho đồng bào Việt Nam ba điều. Thứ nhất là vấn đề nail tóc bị kỳ thị. Thứ hai là vấn đề tiền nhà. Ở đây những cái khu mobile home nó gia tăng một cách vô tội vạ. Nó bắt nạt dân Việt Nam. Cho nên dân cử là phải đưa ra cái luật gọi là rent control như là Zillow. Los Angeles, những cái dân cử người da đen và Mỹ nó bênh vực dân da đen và dân Mỹ vì nó mướn nhà rất nhiều. Trước kia là cái tăng nhà buồn vụt, nhưng 10 năm trở lại đây hết là vì nó đưa ra cái luật gọi là rent control. Tiền nhà, mướn nhà không được gia tăng trong thời gian người mướn còn ở. Khác với mobile home ở đây, cứ mỗi lần có một người khác dọn ra mà vào, dọn vào là nó lại tăng giá. Cho nên có nhiều khu lúc đầu có 300-400, cách đây chừng độ 5-10 năm, giờ nó lên đến 1.200-1.500
và nó còn lên nữa. Mà không có một vị chính cử Việt Nam nào lên tiếng. Chắc lại phải chờ đến ngày bầu cử họ mới đi ra họ la làng dù. Mà xong rồi cái thì họ lại đắp mền, ăn no ngủ kỹ, vô tội vạ. Đúng là những cái dân bất lương là như thế. Rồi chúng tôi lại có một tin nữa, đó là cái ngân khoản của Hạ viện người ta đã bỏ phiếu xong và giờ này họ đưa lên Thượng viện để mà bỏ phiếu về cái khoản gia tăng 600 lên 2.000. Cái ngân khoản mà Tổng thống ký 900 tỷ vừa rồi là mỗi người chỉ có 600 thôi. Và bây giờ Tổng thống đã phản đối, mà là tôi ký cái ngân khoản này với điều kiện là phải tăng lên 2.000 cho mỗi người. Rồi phải bỏ những cái tiền cho ngoại quốc một cách vô tội vạ. Và Hạ viện hồi hôm đã bỏ phiếu thông qua, đồng ý với chính phủ của Tổng thống Donald Trump cấp mỗi người 2.000. Và hôm nay chuyển lên Thượng viện. Và sau đó sẽ chuyển trở lại để Tổng thống ký phê chuẩn. Hiện nay Tổng thống sắp trở về lại Tòa Bạch Cung sau một tuần lễ nghỉ ở bên Mar-a-Lago. Rồi đấy là những cái chuyện quan trọng về vấn đề kinh tế. Mà Tổng thống Donald Trump là một vị Tổng thống vì dân, vì nước. Đến những ngày cuối cùng, đến giờ này ông vẫn chưa biết là ông thắng cử hay là ông thua. Mà ông vẫn ký tiền bắt là phải gia tăng tiền cho dân. Đồng thời, ông vẫn hứa đi vận động vào ngày 4 tháng 1 này tại Georgia cho hai vị dân cử. Rồi đến ngày 6 lại trở về Hoa Định Đốn để mà chứng kiến cái cảnh đại cử tri đoàn quyết định bởi Quốc hội dưới sự chủ tọa của ông Mike Pence, Phó Tổng thống Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, chúng tôi một lần nữa lại xin tạm dừng vài phút, sau đó chúng ta tiếp tục phần 3. Xin cảm ơn quý vị.